Hi xin chào các em, chào mừng các em trở lại với kênh youtube Toán Thầy Tiến BMT Thầy rồi chúng ta làm tiếp nối cái series làm chủ chương trình sách giáo khoa mới Đây là bộ cảnh diều toán lớp 12 Chúng ta làm đến với chương 1 bài 2 là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Thì ở hai tiết trước chúng ta đã học xong phần lý thuyết Thì ở tiết 3, tiết 4 chúng ta làm đến với phần luyện tập Rồi chúng ta qua cái phần bài tập vận dụng nha các em Ta đến với bài 1 Rồi ta có bài 1 là nếu hàm số này có đạo hàm trên R Và F phẩy bằng cái này thì giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn thì chúng ta sẽ tính F' bằng 0. Thì nó vô nghiệm rồi đây. Thì ta có này, sin của x thì nó luôn chạy từ âm 1 tới 1 này. Vậy thì ta có là sin của x mà ta trừ cho 2023 thì nó bé hơn bằng 1 trừ 2023 chính là trừ 2022 lớn hơn bằng trừ 1 trừ 2023 thì chính là trừ 2024. Rồi. Vậy thì ta thay chỗ này ta tương đương được với nè. Trừ 2024 bé hơn bằng chỗ này là f phải x nè. Và bé hơn bằng âm 2022. Vậy ta thấy f phải x luôn âm rồi đó. Vậy suy ra là f phải x luôn âm. Vậy thì chúng ta không cần không tìm ra được giá trị x thuộc vào trong khoảng từ 1 tới 2 mà tại đó f phải ít bằng 0. Vậy chúng ta chỉ cần tính là bây giờ chúng ta tính các giá trị f ở hai đầu mút thôi là f tại 1 thì nó sẽ bằng chúng ta thế vào đây. À thì Em lưu ý này, cái bảng biến thiên của nó như thế này. Ở đây chúng ta không tính được giá trị cụ thể nhé mà chúng ta phải dựa vào bảng biến thiên để chúng ta thấy được nó là lớn nhất nhỏ nhất như thế nào nhé rồi chúng ta thấy x này đây là f phẩy nè, đây là f thì ta thấy là mình xét trong đoạn từ 1 đến 2 nè. thì em thấy f phẩy luôn âm thì đồ thị là đường đi xuống từ trái sang phải nhé đấy vậy thì f nó sẽ đạt mắt tại ở đây chính là f tại một này đạt giá trị lớn nhất và đạt giá trị nhỏ nhất chính là f tại 2. Vậy ta có là gì căn cứ vào bảng biến thiên thì ta có là giá trị lớn nhất của fx trên đoạn từ 1 đến 2 thì chính là bằng f tại 1, ta chọn đáp án B. Đó chính là câu số 1 nhé các em. Tiếp đến ta đến với bài tập số 2. Rồi tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của mỗi hàm số sau. Câu A. Nó không nói gì chúng ta tìm ở trên tập xác định nhé. Rồi nó bảo giá trị lớn nhất thôi. Chúng ta có là tập xác định. Thì ta có mẫu luôn lớn hơn không rồi. Vậy thì tập xác định D chính là bằng R nhé. Rồi F phẩy thì chính là bằng đạo hàm tử là bằng 0 nhân với mẫu trừ đạo hàm mẫu nhân với tử chính là đạo hàm mẫu chính là trừ 2 x nhân với 4 trên cho mẫu bình phương. Rồi, vậy chỗ này nó bằng trừ 8 x phần 1 cộng x bình tất cả bình. Rồi, ta cho f phải x bằng 0. f phải x bằng 0 thì tương đương với là x bằng 0, nhé, tử bằng 0. Rồi, chúng ta lập bảng xét dấu. Chạy từ âm vô cùng này tới dương vô cùng. Rồi, đây không 0. Thì ta thấy là f phải x thì dấu của f phải thì chính là dấu của cái tử tự chính là bậc nhất thì trái trái phải cùng đấy phải cùng này trái vậy nó đi như thế này đi xuống Đó. chỗ này chúng ta sẽ tính giới hạn của hàm số khi dần về âm vô cùng nhé chúng ta nhập cái hàm số vào là 4 phần một cộng cho x bình chúng ta bấm clc tại âm vô cùng thì em bấm là âm chín số chín thì nó bằng nhân cho 10 mũ trừ 18 có nghĩa là em dời dấu phẩy qua bên trái 18 số 0 nữa nhé thì nó sắp xỉ số 0. Tương tự, giới hạn của hàm số x dần về dương vô cùng thì nó cũng sẽ bằng 0 thôi. Được chưa nào? Vậy là bên này là bằng 0, đây là bằng 0. Rồi nó đi lên thì đây chính là f tại 0 này. f tại 0 thế vào thế này bằng 4. Rồi thì ta có là dựa vào bảng biến thiên. Ta có. Rồi, mắc của hàm số fx nó không nói gì thì tự hiểu là trên tập xác định ấy. thì chính là bằng f tại không thì em ghi là bằng 4 tại x bằng 0. Đó là chúng ta xử lý xong cái câu A nhé các em. Tiếp tục chúng ta đến với câu B. Chúng ta làm tiếp tục trên nửa khoảng thì chúng ta phải lập bảng biến thiên nhé là f phải x bằng x đạo hàm là bằng 1 1 phần x mà đạo hàm chính là bằng trừ 1 phần x bình. Vậy đây là trừ 3 thì em viết lại nè. Trừ 3 nhân trừ 1 phần x bình thì thành là cộng 3 phần x bình nhé. Thì ta dễ dàng thấy được là cái này là là một cộng cho một số lớn hơn 0. Vậy thì ta suy ra luôn lớn hơn 0 với mọi ít thuộc vào trong nửa khoảng từ 0 đến 3 luôn nhé. Rồi, vậy thì ta có bản biến thiên. Chạy từ 0 này đến 3. F' F' Thì ngay tại x bằng 0 thì F' với F' nó không xác định thì chúng ta dùng bằng dấu hai gạch này. F' nó mang dấu cộng này. Vậy là đồ thị là đường đi lên từ trái sang phải. Vậy mình xác định được giá trị lớn nhất chính là F tại 3 đó. F tại 3 thế vào đây là 3 trừ cho 3 phần 3. Chính là 3 trừ 1 là bằng 2 thì mình có là dựa vào bảng biến thiên. Thì ta có là giá trị lớn nhất của hàm số là mắc của fx trong nửa khoảng từ 0 đến 3. Thì nó chính là bằng f tại 3 đấy. Thì nó bằng 2 tại x bằng 3. Đó, vậy chúng ta đã tìm được giá trị lớn nhất của cái ví dụ, bài số 2 ở phần luyện tập nhé. Tiếp tục chúng ta đến với bài tập 3. Bài tập 3 nó ngược lại là tìm giá trị nhỏ nhất của mỗi hàm số sau. Bước làm thì tương tự nhé các em. Bước làm là tương tự bài số 2 thôi. Cứ tìm ở trên khoảng, trên nửa khoảng thì chúng ta cứ phải lập bảng biến thiên ra nhé. Rồi ta có câu A. Ta cứ tên F phẩy. F phẩy x thì nó sẽ bằng 1 này. Trừ cho 4 phần x bình. Rồi chúng ta quy đồng đi là x bình trừ 4. Phần x bình. Rồi ta cho f phải x bằng 0. Thì tương đương với là x bình trừ 4 bằng 0 thì ta có là x bằng 2. Ít bằng trừ 2 ta loại nhé. Tại vì ta chỉ xét ở trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng thôi. Rồi, chúng ta có bạn biến thiên. ta có cái bảng biến thiên nhé x f x f x rồi đây là hai nè không chứ rồi đây là số 2. là dương vô cùng rồi ta có là dấu của f phẩy thì chính là dấu của cái tử thì trong trái ngoài cùng thì từ 0 tới 2 thì nó nằm bên trong hai nghiệm là âm 2 tới 2 đấy. Thì trong trái ngoài cùng. Đấy, tại vì hệ số A ở đây chính bằng 1 nó dương này. Dấu của F phẩy chính là dấu của tử. Thì nó sẽ có hướng đi như thế này. Đó, thực chất chúng ta không cần xác định hai giá trị chỗ này luôn cũng được. Chúng ta chỉ cần xác định F tại 2 nó chính là giá trị nhỏ nhất đấy. Được chưa nào? F tại 2 thế vào đây là 2 cộng cho 4 phần 2. Vậy là bằng đi xuống 4. Còn nếu mà em kỹ hơn em muốn lập luôn xong cái bảng biến thiên thì cứ nhập cái hàm số vào. Đó. giới hạn của hàm số cái x dần về 0 thì cứ bấm bên này là bên phải số 0 nhé bấm clc bên phải số 0 chính là 0 cộng 0 cộng chính là 0 cộng cho một số rất bé hay là vô cùng bé thì em cứ cộng cho thầy vào máy tính là 10 mũ trừ 10 thì nó ra dương vô cùng tương tự chúng ta xác định được đây là dương vô cùng bấm clc tại 9 số 9 đấy nhé thì chúng ta là dựa vào bảng biến thiên thì mình kết luận luôn là min của f(x) trong khoảng từ 0 đến dương vô cùng thì nó chính là bằng 4 tại x bằng 2 vậy chúng ta đã tìm được giá trị nhỏ nhất của hàm số trong khoảng rồi nhé tương tự chúng ta giải quyết câu b câu b ta có là f(x) nó sẽ bằng 3x bình trừ 12 thì đặt số 3 ra làm nhân tử chung còn là x bình trừ 4. Rồi ta có là f phải x bằng 0. Tương đương với x bình trừ 4 bằng 0 thì x bằng cộng trừ 2. Thì thầy chỉ lấy x bằng 2 thôi nhé. Không thì em ghi vào như thế này. Chỗ này chúng ta loại đi. Được chưa nào? Rồi chúng ta có bạn biến thiên. Tại vì chúng ta đang xét khoảng từ 1 tới dương vô cùng thôi đó các em. Rồi, chỗ này ta có là chạy từ 1 tới dương vô cùng này. Rồi chúng ta lấy giá trị đây là 2 thôi. Rồi, vậy từ 1 tới 2 thì nó nằm trong đó, trong trái ngoài cùng thì ta dấu của A chính là số 3 này. Xét dấu F chính là gì dấu của tam thức bậc 2 này, trong trái ngoài cùng. Đó, vậy thì nó đi như thế này. Rồi, F tại 2 thế vào đây là 2 mũ 3 trừ cho 12 x 2 là âm 24, âm 24 cộng cho 8 là âm 16, âm 16 cộng 1 là âm 15. Rồi, chỗ này em tính giới hạn của hàm số cái ít dần về 1 và dần về 1 cộng và dần về dưới vô cùng nhé. Em nhập vào cho thầy là x mũ 3 này. Trừ 12x cộng cho 1. Đó, bấm C -A L C dần về một cộng thì chính là dần về một đấy. Tại vì đối với cái bài này là nó em bấm một cộng cũng được nhá, không thì em cứ bấm một cộng đi. đó thì nó bằng âm mười này. Đấy, tiếp tục bấm C -A L C tại dương vô cùng thì nó chính là dương vô cùng đó. bấm chín số 9 này ra một số rất lớn nó lên tới dương vô cùng. Rồi chỗ này để thầy coi thì thầy nhậm quá cho đúng không này bấm xe LC tại 2 này. Rồi, ra âm 15 đúng rồi đó. Vậy thì ta có dựa vào bảng biến thiên. Ta suy ra được là giá trị nhỏ nhất của cái hàm số Fx trong cái khoảng từ 1 đến dương vô cùng này thì nó chính là bằng âm 15 đạt được tại x bằng 2 nhé các em. Rồi, chúng ta làm đến với bài số 4 trong phần luyện tập. Nay chúng ta sẽ có 7 bài luyện tập nhé các em. Rồi, bài số 4 thì nó gồm tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất là trong đoạn của bốn cái ý A, B, C, D. Rồi, ta có ý A tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trong đoạn thì chúng ta chỉ cần tìm nghiệm của F' và lấy cái nghiệm thuộc vào trong khoảng từ A đến B thôi nhé. Đó là bằng 3X bình này, trừ cho 3X. Rồi thầy đặt 3X làm nhân tử chung, thì nó còn là X 1. Rồi, ta có là F phải X bằng 0. Thì tương đương với chỗ này thầy nhậm nhanh là X bằng 0 và X bằng 1. 0 hoặc X bằng 1. Đó, thì hai nghiệm nó đều thuộc vào trong khoảng từ trừ 1 tới 2 này. Đấy. Cái này thuộc vào trong khoảng từ trừ 1 tới 2. Vậy thì bây giờ tới bước thứ hai Thầy sẽ tính F tại hai cái đầu mút trước nè. Đó. Xong rồi tính F tại các cái giá trị ít mà tại đó F phẩy bằng 0 đó. Với ít đó là phải thuộc vào trong khoảng từ A tới B nhé. Bây giờ thầy tính F tại 1 và F tại 0 nhé. Rồi. Chúng ta bấm luôn một lần đi. nhập vào máy tính nhập hàm số f(x) vào là x mũ 3 trừ cho 3/2x bình. Đó, các em cứ làm các bước như thế là nó rất là nhanh tiết kiệm thời gian, bấm xe LC tại 1 nè. bằng -1/2. Bấm xe LC tại 2. Đó bằng 2, tiếp tục bấm xe LC tại trừ -1 bằng trừ 5 phần 2. Còn CLC tại 0 thì mình có thể nhậm nhanh nó chính bằng 0 rồi đấy. Đó, các em có thể coi lại này. Đây là CLC tại trừ 1 là bằng trừ 5 phần 2 này. Đấy, rồi F tại 2 thì mình nhìn vào máy tính mình chỉ cần bấm nút xuống một cái thôi là được. Em hiểu không? Bấm nút xuống một cái này. Đó. Bấm nút lên chứ nhỉ. Đây, đây là tại trừ 1 và tại 1 này là bằng 1 phần 2, trừ 1 phần 2. Xong rồi tại 2 chính là bằng, tại 2 chính là bằng 2 này. Được chưa nào? Đây chính là bằng trừ 1 phần 2 nè. Đó, các em có thể tự bấm lại nhé. Cái này chính là bằng 2. Vậy từ đây kết luận. Vậy. Mình so sánh bốn giá trị này. Cái nào lớn nhất đó chính là giá trị lớn nhất thôi. Vậy là mắc của Fx. Trong cái đoạn từ trừ 1 tới 1. Trừ 1 tới 2. Thì chính là bằng. Mắc chính là bằng 2 đó. Thì em ghi là F tại 2. Chính là bằng 2. Rồi. Min của Fx trong đoạn từ trừ 1 đến 2 thì nó chính là bằng minh là nhỏ nhất chính là trừ 5 phần 2 này chính là f tại trừ 1 bằng trừ 5 phần 2 rồi, tương tự câu B chúng ta có câu B là chúng ta tính f phải x đi f phải x là bằng x mũ 4, 4 x mũ 3 này trừ cho 6 x bình cộng 2 x rồi, chỗ này chúng ta em có thể bấm phương trình bậc 3 nhé hoặc chúng ta đặt ít làm nhân tử chung đặt 2 ít làm nhân tử chung không cái này em bấm máy tính phương trình bậc 3 đi cũng được bấm menu 9 2 3 rồi 4 x mũ 3 này trừ 6 x bình này cộng 2 x này thì nó ra được một nghiệm bằng 1 một nghiệm bằng 1 phần 2 và một nghiệm bằng 0 x bằng 1 này x bằng 1 phần 2 này và x bằng 0. Rồi ta chỉ lấy cái nghiệm thuộc khoảng trừ 1 tới 1 nhé. Rồi cái này ta không lấy nhé. Trừ 1 tới 1. Rồi cái này ta loại đi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính f tại các cái đầu mút là f tại trừ 1 này. f tại 1 đó. Lần nào chúng ta cũng tính f tại 1 mà. Được chưa? Rồi chúng ta tính f tại x mà tại đó f phải bằng 0. Thì chúng ta tính f tại 1 phần 2. f tại 0. Đấy. Vậy chúng ta nhập cái hàm số fx vào thì các em sẽ nhập. Các em nhập hàm số fx vào thì mình bấm là x mũ 4 này. Phát ra ngoài menu 1 này. Bấm x mũ 4. Trừ cho 2 x mũ 3. Cộng cho x bình. Cộng cho 1. Xong rồi tôi bấm. CLC tại 0 thì mình nhậm nhanh. Cái này chính là bằng 1 rồi nè. Tiếp tục mình bấm CLC tại 1 phần 2. Vậy này bằng 17 phần 6. Này bằng 1 này. Này bằng 17 phần 6 này. Rồi tiếp tục. Bấm xe là xe tại 1. Ra bằng 1. Rồi tiếp tục bấm xe LC tại trừ 1. Ra bằng 5. Rồi cái này bằng 1 này. Cái này bằng 5 này. Vậy mình kết luận. Vậy. Giá trị lớn nhất. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn. Mắc của Fx này. Khi x thuộc vào trong đoạn từ trừ 1 đến 1 thì chính là bằng f tại trừ 1. Đó, chính là bằng 5, chính là giá trị lớn nhất nhé. Còn giá trị nhỏ nhất là min của fx trong đoạn từ trừ 1 đến 1. Thì nó chính là bằng, nhỏ nhất thì chính là bằng 1. Vậy nó chính là f tại 0 hoặc là f tại 1 nhé các em. Mà mình cần tìm là tìm giá trị nhỏ nhất thì nó chính là bằng 1 đấy đạt được một trong hai vị trí đều được nhé các em. Rồi, tiếp tục câu C. Rồi, chúng ta tiếp tục câu C. Quan trọng cái này là em phải tìm F phẩy và tìm nghiệm của F cho chuẩn nè nha các em. Rồi chúng ta có F phẩy này. Nó dạng UV đạo hàm đó. U nhân V đó. Tất cả đạo hàm thì bằng U đạo hàm này. Nhân với V. E mũ x đạo hàm chính là bằng E mũ x. Rồi. Cộng cho U nhân V đạo hàm. Thì chính là bằng E mũ x này. Nhân với cái bên này đạo hàm là 2x. Trừ 5 này. Đấy. Vậy chúng ta sẽ đặt E mũ x làm nhân tử chung. Để còn lại chính là x bình. Trừ 5x. Cộng 7. Cộng cho 2x trừ 5. Vậy nó sẽ bằng là E mũ x. Nhân với x bình trừ 3x cộng 2. Rồi ta có là f phải x mà bằng 0. Tương đương với. Cái này bằng 0. Tại vì em của x thì luôn lớn hơn 0 rồi. Thì đây là phương trình bậc 2 mà bằng 0. Thì ta có là một nghiệm bằng. Ta thấy hệ số A nó bằng 1. Hệ số B bằng trừ 3. Hệ số C bằng 2. Vậy nó có. Ta nhậm nhanh luôn là một nghiệm bằng 1 nhé. Mấy cái này em nên thuộc nha các em. Rồi một nghiệm là bằng C chia A. Đấy. Thì ta thấy hai cái này đều thuộc vào trong khoảng từ 0 đến 3 này. Đấy, vậy chúng ta tính các giá trị tại hai đầu mút là tính F tại 0 này. F tại 3 này. Rồi tiếp tục tính F tại 1. Tính F tại 2. Được chưa nào? Rồi, nó sẽ bằng. Các em lưu ý em đừng có bấm vào máy tính cái E nhé. Tại vì máy, máy tính nó sẽ tính ra luôn thì nó ra số xấu. Để thử bấm cái thử nó có tính E vào không nhé. Thường thường là nếu mà em tính E vào nó ra số xấu em chỉ cần bấm là cái x bình trừ 5x cộng cho 7 thôi. Ở CALC tại 0 thì nó ra 7 này, tiếp tục em bấm CALC. CALC tại 3 này. Thì nó ra được 1. Đấy, vậy thì ta có F tại 3. Thì ta thay là chính là E mũ 3 nhân với cái này tại 3 chính là bằng 1 rồi. Tiếp tục F tại 1 F tại 1 thì mình lại bấm C, -A -L C tại 1 này. Vậy nó bằng 3 thì chỗ này mình có nó chính là bằng E mũ 1 nhân với 3, nó chính là bằng 3E. Tiếp tục. F tại 2 thì mình lại bấm cái này, CLC tại 2. Nó ra 1, vậy chỗ này chính là E mũ 2, nó nhân với 1. Tiếp tục. E mũ 0 thì bằng 1, nhân với cái này là bằng 7. Đấy. Vậy chúng ta so sánh các cái số này thôi. Được chưa nào? Vậy chúng ta thấy là 7 là bé nhất à? Hay là E mũ 2 lớn nhất bé nhất? E mũ 2 bằng 7,3 lận. 3E thì nó cũng lớn hơn 7 hả? Rồi, được chứ nào? Rồi, E mũ 3 là nó lớn nhất đấy. Đấy, vậy chúng ta xác định được nhỏ nhất chính là 7. Vậy ta có là mắt của Fx này. Trong đoạn từ 0 đến 3. Thì nó chính là F tại 3 nó chính là bằng e mũ 3 nhé Đấy. còn min của f trong đoạn từ 0 đến 3 nó chính là bằng f tại 0 và nó bằng 7 đó tại vì sao mà thầy lại không bấm e vào thì thầy thử bấm e vào nhé thầy thử bấm e vào này đó em để cái này em nhân với e nhé giả sử em nhân với e mũ 1 đi chẳng hạn em bấm em mũ 2 đi chẳng hạn đó nó ra số như này thì mình sẽ không có cái số đẹp ở phía sau này này em hiểu không thì mấy cái phần này mình phải kết hợp thêm cái nhẫm đó tiếp tục chúng ta đến với ý c là ý cuối cùng của bài này bài này khá là dài ấy. ý d chứ rồi ý d là lượng giác Chúng ta tính f, f'x thì nó bằng, cốt U đạo hàm là bằng U đạo hàm này, nhân với trừ sin U. Rồi, cộng cho 2. Vậy chỗ này ta đặt trừ 2 ra là làm nhân tự chung, thì còn lại là sin 2x trừ 1 bằng 0. Đấy, vậy ta có là f'x bằng 0 này. Thì tương đương với là sin 2x trừ 1 bằng 0, thì sin 2x bằng 1 đó vậy chúng ta vẽ cái đường tròn lượng giác ra. Rồi các em lưu ý chỗ này ta tương đương được với là chỗ này thầy nhầm là sin 2x bằng 1 nhá. Vậy thì chúng ta vẽ cái đường tròn lượng giác ra thì điểm M luôn luôn xuất phát từ đây này, nó phải chạy tới đây thì sin bằng 1 em này. Được chưa nào? Rồi nó sẽ tuần hoàn theo chu kỳ K 2pi nha em. Đấy. Thì ta có là tương đương với 2x nó sẽ bằng cái góc này chính là pi trên 2 cộng cho k 2 pi nhé với k thuộc z đấy vậy tương đương được với là x nó sẽ bằng pi trên 4 cộng cho k pi nhé rồi với k thuộc z mà chúng ta chỉ lấy nghiệm thuộc vào trong khoảng từ trừ pi trên 2 tới pi thôi rồi ta có mà này trừ pi trên 2 bé hơn x x ở đây chính là bằng pi trên 4 cộng cho k pi này được chưa đó chúng ta chỉ lấy nghiệm này thôi. Rồi vậy thì ta tương đương với thầy rút cả hai vế cho bi nhé. Vậy nên ra trừ 1 phần 2 này, bé hơn 1 phần 4 cộng cho k bé hơn 1. Rồi vậy chỗ này tương đương với là chỗ này trừ 2 phần 4 trừ cho 1 phần 4 nữa là trừ 3 phần 4 này. Bé hơn k bé hơn 3 phần 4. Vậy mà k là số nguyên thì suy ra k nó phải bằng 0. Rồi vậy thì ta suy ra ta lấy cái nghiệm x bằng B trên 4. Vậy chúng ta sẽ tính các cái giá trị. Vậy chúng ta sẽ tính các giá trị là f tại trừ B trên 2 nè, hai đầu mút đó và f tại B. và ta tính f tại B trên 4 nhé. Rồi. ta bấm vào máy tính. Ta nhập cái hàm số vào, xong ta bấm CLC tại trừ B trên 2 này. Bấm bằng. Rồi nó ra được trừ bi. Trừ bi, bi chính là số 3,14 đấy Tiếp tục bấm CLC tại bi. Rồi nó ra một cái số 6. 8,2 mấy đấy Rồi chỗ này thầy làm tròn luôn nhé. xấp xỉ 8,28 đi Rồi tiếp tục chúng ta tính F tại bi trên 4. Bấm CLC tại bi trên 4 này thì nó ra được là 2,57 sắp xỉ 2,57 vậy thì ta có là vậy mắc của fx trong cái đoạn từ trừ b trên 2 đến b nó chính là f tại b nhé nó f tại b thì tính ra sắp xỉ là 8,28 rồi Min của nó thì Min của fx trong đoạn từ trừ bi trên 2 đến bi Thì ta tính ra chính là bằng Min thì chính là số nhỏ nhất Thì chính là f tại trừ bi trên 2 Vậy nó sẽ bằng trừ bi Rồi Vậy là thầy trò chúng ta đi xong cái ví dụ Số 4 nha các em Vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc nếu các em thấy thích thì hãy cho thầy một like cũng như hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video học toán cùng thầy Tiến và đừng quên nhấn vào biểu tượng nút chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Và các em có thể xem lại hết cái bài học nằm ở trong một cái danh sách phát đó là Toán lớp 12 bộ Cảnh Diều nhé. Hẹn gặp lại các em ở video cuối cùng là cái tiết số 4 của bài học hôm nay là chúng ta sẽ giải từ bài tập 5 tới bài tập 7.